Lộc Nguyễn hân hoan chào mừng tất cả quý anh chị trở lại với kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng trong một cái khu dân cư gọi là khu dân cư Long Phú nha quý anh chị. Trong khu dân cư thì nó sẽ đã được quy hoạch bài bản 1/500 hết rồi. Trong khu dân cư này quý anh chị cũng thấy là xung quanh dân cư ở đây sống nhà cửa đông đúc san sát nhau rồi nha quý anh chị. Khu dân cư Long Phú thì có trường mầm non nè. Bên tay phải Lộc đây là một cái căn cái ngôi trường mầm non nha quý anh chị. Và trong đây nó sẽ có công viên đó, rồi lòng đường nha quý anh chị. Hiện tại thì lòng đường của chúng ta rộng khoảng 7 mét và lề đường là 3 mét nha quý anh chị. Lòng đường, lề đường, xe tải chạy vi vu luôn quý anh chị ơi. Thì cái căn nhà mà hôm nay là Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị á, quý anh chị có thể là vừa ở nè, vừa kinh doanh, vừa nghỉ dưỡng thì rất là hợp lý luôn ha. Ngôi nhà của chúng ta ở đây á, nhà cửa san sát nhau thì mỗi căn nó đều có diện tích là ngang 5, sâu vào là 20 mét. Anh chị ơi, và đây là một ngôi nhà mái Thái nha, kiểu rất là truyền thống nhưng không kém phần hiện đại và sang trọng luôn. Cái hiện tại cái con đường này là lề đường là 3 mét nè, cửa rào quý anh chị đi vào nó rất là rộng nha quý anh chị. Ở đây là nhà cao cửa rộng nè ha, cửa rất là rộng nên nhà nào mà có xe ô tô á, chúng ta có thể chạy vào cái khoảng sân này để chúng ta đậu xe ô tô ở đây ha quý anh chị. Cái khoảng sân này nó rất là rộng nha. Đó, quý chị có thể để được xe 7 chỗ, 4 chỗ luôn. Thì nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng nam, một cái hướng rất là mát nha quý anh chị. Quý anh chị nhìn mặt diện nè, một kiểu nhà mái Thái có những cái trụ cột nhìn rất là chắc chắn luôn. Ở đây được sơn với tông màu xám và tông màu trắng là chủ đạo. Khi mà quý anh chị đi vào bên trong cái khoảng không gian phòng khách á, thì phía mặt diện bên ngoài được ốp gạch khá là cao lên tới trần cho quý anh chị luôn. Đó, với cái tông màu xám ha. Rồi cánh cửa của chúng ta rất là nặng tay khi mà Lộc Nguyễn di chuyển nè. Đó, được sơn tĩnh điện với cái tông màu xám ha. Kính là kính trong nè quý anh chị. Rồi, chúng ta đi vào bên trong khu vực phòng khách nha. Wow, rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Rất là sang trọng và hiện đại. Một cái khoảng không gian phòng khách nó rộng khoảng 35 m² quý anh chị. Ở đây thì Lộc thấy là chúng ta set up được những cái nội thất như là một cái bộ ghế bằng gỗ nè. Một cái bộ ghế sofa ha. Rồi trên tường thì chúng ta treo những cái bức tranh quà lưu niệm của gia đình đó, hoặc là những bức tranh phong cảnh, hoặc để một cái tivi màn hình LED to ở đây ha quý anh chị. Ở phía trên có ổ cắm điện cho quý anh chị luôn, để một cái tivi màn hình LED khoảng 100 inch ở đây thì rất là đẹp nha. Rồi ở phía bên phải là có một cái khoảng tường này để ngăn cách giữa khu vực phía dưới và khu vực phòng khách ha. Có những cái khu vực này để chúng ta để những cái vật phẩm quà lưu niệm, hoặc là để những cái chậu hoa phong thủy ha. Rồi trên trần nè quý anh chị, một cái trần rất là đẹp luôn nha. Hiện tại đây là một cái đầu mót, cái remote của cái đèn này, và nó sẽ đổi màu được nha quý anh chị. Đó, hiện tại pin nó bị hư rồi, nó hết pin rồi đó. Thì khi mà quý anh chị về á, quý anh chị có thể dùng cái đầu mót này ha, để chỉnh theo cái màu mà chúng ta yêu thích nha quý anh chị. Rồi, quý chị thấy thế nào ạ? Một cái căn nhà tuyệt đẹp phải không ạ? Một khu vực phòng khách phải nói là hết nước chấm luôn, rất là đẹp. Còn cái khoảng không gian này á, Lộc thấy nó rộng khoảng cái ô gạch này là gạch 60 nè, thì ba ô gạch nó tầm khoảng 1m8. Đó, cái khoảng không gian này nó rộng khoảng 1m8 để đi xuống dưới khu vực bếp, rất là rộng luôn quý chị. Rồi, Lộc Nguyễn mời quý chị đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ha. Một cái căn phòng vệ sinh rất là rộng rãi, tận dụng cái khu vực dưới cầu thang để chúng ta làm cho căn phòng vệ sinh nó rộng ra nha. Đó, đã lắp đầy đủ những cái thiết bị cao cấp như là bồn cầu, lavabo, vòi sen và lắp cái kính sẵn cho quý anh chị luôn. Và đặc biệt cái căn nhà này có một cái căn phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Đây. Một cái căn phòng ngủ dưới tầng trệt thì rất là thích hợp cho chúng ta, ưu tiên cho người lớn tuổi, cho mẹ bầu. Chúng ta ở căn phòng này để thuận tiện đi lại hơn ha. Ở trên đây thì có những cái đường dây ống đồng đã đi âm tường sẵn cho quý anh chị rồi, và chúng ta không có cần khoan tường gì hết nhau quý anh chị. Rồi cửa chúng ta là làm bằng chất liệu cửa kính nhân sofa, kính mờ nha. Đó, những quý anh chị nào mà thích nằm võng thì cái khoảng không gian này chúng ta để tầm khoảng 2 chiếc võng luôn. Đó, chúng ta nằm đây, nhà hướng nam thì rất là thông thoáng và mát mẻ. Và đây là cái khoảng không gian khu vực phòng khách rất là đẹp nha quý anh chị. Ở đây làm cho mình là tủ bếp dưới hình chữ L nè. Đó, nước ở đây chúng ta xài là nguồn nước của công ty nước Hà Lan, là nước sạch.
nên quý anh chị yên tâm sử dụng cái nguồn nước ở đây. Trên trần nè quý anh chị, trần cũng được thiết kế là trần giật cấp với những hoa văn và họa tiết nhìn rất là đẹp ha. Bên tay trái là có ống nước vào và ống nước ra ha quý anh chị. Trên đây có ổ cắm điện, thì với vị trí này chúng ta để cái máy giặt ở đây. Ở phía sau có cửa sau thì chúng ta tận dụng cái khoảng không gian này để chúng ta giặt giũ phơi đồ ở cái khoảng không gian này ha quý anh chị. Một khoảng không gian rất là thông thoáng và mát mẻ. Nhà chúng ta thì có một lầu nha, có những cái đường dây cấp đồng nè. Chúng ta để những cái cục nóng ở phía sau nhà chúng ta ha quý anh chị. Quý anh chị thấy căn nhà này như thế nào ạ? Thấy có thích chưa ạ? Nếu mà thấy thích rồi hãy nhấn cho Lộc một nút like, một nút đăng ký cũng như là chia sẻ video này đến cho những người thân bạn bè mình đang có nhu cầu mua nhà ha quý anh chị. Lộc Nguyễn cam kết nhà đất chuyên review những căn nhà, nhà thật, giá thật, vị trí thật, sẽ không làm mất thời gian của quý anh chị và cô bác đi xuống xem với Lộc Nguyễn ha. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn sẽ mời quý anh chị đi lên trên lầu 1, chúng ta tham quan các căn phòng ngủ phía trên ha. Rồi, các bậc cầu thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên đó quý anh chị, nó khá là ngắn nha, nên nó rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta đi khu vực cầu thang này. Tay vịn là làm bằng chất liệu gỗ nè, gỗ căm xe nha quý anh chị. Đó, rất là thoải mái khi mà chúng ta bước lên đây ha. Rồi, trên khu vực này thì Lộc thấy là có 3 phòng ngủ nha quý anh chị. Lộc Nguyễn sẽ bật đèn lên ha. Wow, căn phòng ngủ này rất là thích nha. Có một cái ô cửa sổ nè. Đó, để cho chúng ta lấy gió, lấy sáng nha quý anh chị. Rất là rộng luôn. Căn phòng ngủ này quá ư là rộng. Chúng ta có thể để một cái giường ngủ nè, một cái tủ đựng quần áo, cũng như là một cái bàn trang điểm cho gia đình chúng ta ha. Ô cửa sổ này để cho chúng ta lấy gió và lấy sáng. Nói chung là đi vào bên trong căn phòng này nó rất là mát nha quý anh chị. Tiếp theo là một cái căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ này thì nó nhỏ hơn căn phòng ngủ hồi nãy, nó rộng khoảng 20m². Đó, có những cái đường dây cắp đồng, ổ cắm điện, đồ sẵn sàng hết trơn cho quý anh chị ha. Và căn phòng ngủ này chúng ta ưu tiên cho con cái chúng ta ở đây ha quý anh chị. Và đặc biệt là cái căn phòng vệ sinh này nó rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Nó siêu rộng luôn quý anh chị. Rất là dài luôn. Đó, tủ. Cái này là một cái khu vực bồn cầu nguyên khối nha quý anh chị. Rất là cao cấp nha. Tường ốp gạch lên tầm khoảng 2m cho quý anh chị nè. Rồi vòi sen, lavabo, kính. Kính này chưa khui luôn nha quý anh chị. Đó, ở đây là chất liệu là cửa kính nhâm sifa, kính cường lực. Ở đây chất liệu là cửa kính nhâm sifa, kính cường lực ha quý anh chị, kính mờ. Rồi, tiếp theo là khoảng không gian này. Một cái khoảng không gian phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này nó sẽ hướng ra phía ban công nha quý anh chị. Đó, cái này à. Và đây là cái căn phòng ngủ nó hướng ra phía ban công nha quý anh chị. Căn phòng này nó không có cửa đó, nên quý anh chị có thể tận dụng để chúng ta làm một cái khu vực thờ, tức là thờ ông bà tổ tiên ở đây, hoặc là thờ Phật, thờ đạo Thiên Chúa gì đó, tùy theo tín ngưỡng của mỗi gia đình chúng ta ha. Rồi, một khu vực hướng ra phía ban công thì nó sẽ có cửa phụ là cửa sổ nè, rồi một cửa chính ra cái ban công này, nó rất là rộng luôn quý anh chị. Đó, ra ban công này thì quý anh chị sẽ nhìn được bao quát hơn khu dân cư chúng ta nè. Một cái khu dân cư phải nói là nhà cửa san sát nhau rồi, nên về đây chúng ta ở rất là hợp lý nha quý anh chị. Rồi, Lộc Nguyễn sẽ thống kê chi tiết lại lần nữa căn nhà này cho quý anh chị nắm thông tin ha. Ngôi nhà của chúng ta được tọa lạc trong khu dân cư Long Phú. Từ vị trí nhà quý anh chị đi lên bến xe buýt quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 á, thì có khoảng 4km thôi quý anh chị, thì đâu đó khoảng 30 phút nha quý anh chị. Rất là gần để cho chúng ta chọn căn nhà này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha. Và nhà chúng ta có diện tích là ngang 5, sâu vào là 20m, một trệt một lầu theo kiểu hình mái Thái truyền thống, có đến 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, sân trước sân sau cho quý anh chị ha. Và mức giá đủ mà chủ gửi cho Lộc Nguyễn review là 3.4 tỷ. Giá này không phát sinh nha quý anh chị. Và quý anh chị ơi, nếu mà quý anh chị đi xuống xem rồi, quý anh chị ưng rồi, Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị thương lượng trực tiếp với chính chủ, nên quý anh chị yên tâm là sẽ mua được cái giá thật là tốt luôn ha. Thì cuối video, Lộc Nguyễn xin mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe nè, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và sớm tìm được cho mình một cái bất động sản đúng theo nhu cầu và đúng theo tài chính ha.
Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.